cơ thủ đang tung ra những đường cơ một tay trong video clip chính là anh Nguyễn Quốc Nam. Anh Nam khiến nhiều người tham dự giải bida ba băng A1 thành phố Hồ Chí Minh phải thán phục nhiều phần. Với môn thể thao đòi hỏi người chơi phải sử dụng cả hai tay như bida, cơ thủ Nguyễn Quốc Nam vẫn có thể tạo ra những đường bi mướt mờ dù chỉ đánh với một tay. Với những thế bi gần, cơ thủ Nguyễn Quốc Nam chỉ cần tập trung cao độ, tính toán thật chuẩn xác đường bi rồi tung ra lực đánh. Tuy nhiên với những thế bi xa cần lực đánh mạnh, độc thủ cần phải có sự trợ giúp của một con bọ được treo ở thân cơ và hoạt động như cái tay còn lại để giữ cơ trước khi tung ra cú đánh. Trước khi dừng bước tại giải, Quốc Nam đã giành hai chiến thắng ngoạn mục và khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, vỗ tay tán thưởng với những đường bi vô cùng đẹp mắt của anh. Cơ thủ Nguyễn Quốc Nam sinh năm 1977 và bị liệt nửa người từ lúc 4 tháng tuổi, nên tay phải và một chân của anh rất yếu. Mặc dù vậy, tình yêu với bida của Quốc Nam là rất lớn. Hàng ngày, anh vẫn miệt mài tập luyện môn thể thao này và tham gia các giải đấu trong nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.